Nghĩ rằng là cái sự định hướng con đường âm nhạc của mình có sự thay đổi như vậy, đó chính là nhờ các đồng đội của mình, và trong đấy là sự thay đổi của Dennis đối với cả cuộc đời của Quân, đối với cả cái tư duy của Quân, những người em xung quanh mình nữa, những người em, kể cả những người anh người chị của mình cho mình những cái tư duy khác. Trước đây Quân không bao giờ biết định nghĩa idol là gì cả. Quân cũng không biết là sự nổi tiếng đối với các bạn là gì. Quân chỉ nghĩ rằng là tôi hát cái này nó đẳng cấp, tôi hát cái này nó rất là khủng khiếp, tôi hát cái này nó phải trên tất cả các bạn khác rồi. Đấy là một cái giai đoạn đầu tiên khi mà Quân mới bắt đầu Quân vào nghề. Khi mà bắt đầu mới vào nghề, vì là Quân được đào tạo trong một cái môi trường chuyên nghiệp Hàn Lâm. Vậy cho nên là cái nhìn của Quân với cả môi trường âm nhạc cũng như là cái định nghĩa về nhạc thị trường, định nghĩa về thị trường âm nhạc không có một cái gì cả, quá mong lung và mọi thứ Quân nhìn bị tiêu cực. Quân đã từng nhìn những người anh chị nổi tiếng đi trước ấy. Ừ thì người ta nổi tiếng đấy, nhưng mà Quân lại luôn luôn Quân có những một cái sự ích kỷ trong người mình, và Quân có một cái sự gọi là chê bai ở trong trong nhận thức của mình, là anh chị hát không hay bằng mình, kỹ thuật không tốt bằng mình. Những cái sự thành công đấy nó là những cái sự thành công nhờ PR, nhờ cái này cái khác. Đấy là một cái giai đoạn của Nguyễn Trần Trung Quân ở cái thời kỳ đầu tiên, là một cái thời kỳ mà Trung Quân rất là tự tin vào bản thân một cách thái quá, vỗ ngực ta đây rất là giỏi, ta đây rất là này kia, cho đến một cái thời điểm mình nhận ra được rằng là mình hoàn toàn bị ảo tưởng bởi những cái điều đó. Mình hoàn toàn bị rơi vào một trạng thái là vỗ ngực ta đây, vỗ ngực ta đây là một cái gì đấy rất là này kia. Và Quân nghĩ rằng là cũng phải cảm ơn cái thời điểm đấy để bây giờ Quân biết mình ở đâu, mình là ai, và tại sao những người khác lại nổi tiếng hơn mình rất nhiều. Mặc dù có thể giọng hát của người ta không bằng mình, kỹ thuật của người ta không bằng mình, nhưng người ta đã hơn mình ở rất nhiều cái. Đó là gì? Sự khiêm tốn, chịu khó, tiếp thu, dám thay đổi, dám làm, dám nghĩ. Mình chỉ là một đứa nói hay thôi, nhưng mình chưa dám làm bất kỳ một điều gì. Lên sân khấu có thể là mình không tự tin, mình còn không biết giao lưu với khán giả thế nào. Trong cái đấy, các anh chị đi trước, những người rất nổi tiếng, giao lưu với khán giả mà tất cả mọi khán giả đều vỗ tay ầm ầm, đều phát cuồng lên vì họ. Xong bắt đầu mình mới thấy mình trong đấy. Mình chỉ là một hạt cát rất bé nhỏ. Và nếu mình không thay đổi, nếu mình không quyết liệt với bản thân mình, nếu mình không tự nhìn lại trong gương xem mình ở đâu, mình là ai, và mình không có một cái sự kiểm điểm thật sự với bản thân mình, thì mình sẽ không bao giờ thoát khỏi được cái Nguyễn Trần Trung Quân của thời điểm đấy. Và Quân 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 phải cảm ơn cái thời điểm đấy. Đã có một giai đoạn Quân rất là tự tin, thái quá, coi trời bằng vung, có những cái nhận định, suy nghĩ lệch lạc trong 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 con đường này. Trong khi đấy mình mới chỉ là một sinh viên nhạc viện thôi. Mình mới chỉ là một sinh viên nhạc viện thôi đấy, mà mình có những cái suy nghĩ như vậy. Cái thời điểm đấy mình còn là người mà cứ so bì với cả những người khác, vì là ai giọng cao hơn, tao lên được nốt này đấy, tao lên được nốt kia đấy, giọng tao khỏe hơn, giọng tao dày hơn đấy, hay là tao có thể hát được những bài khó lắm đấy. Nhưng mà không biết được rằng là quan trọng nhất của người nghệ sĩ là gì, là cảm xúc. Cho nên là sau đấy rồi thì Quân đã phải dành rất nhiều thời gian để kiểm điểm lại bản thân mình, tĩnh tâm hơn, trưởng thành hơn. Và bây giờ Quân nhìn lại Quân của ngày xưa, Quân chưa bao giờ Quân chối bỏ cả. Và đến ngày hôm nay khi mà nói chuyện với cả Yeah One News thì Quân thực sự rất là thành thật. Quân đã biết, Quân có những cái điều mà những cái góc khuất của Quân mà mọi người chưa bao giờ từng biết. Đó chính là một Nguyễn Trần Trung Quân như vậy, rất cứng đầu và nghĩ là mình là người giỏi nhất và không ai bằng mình cả. Cho nên là Quân đã nhận được ra một vấn đề là Quân cô độc là thế đấy. Là Quân không thành công trong âm nhạc tí nào cả, Quân không có nổi một bài hit, và Quân luôn luôn Quân nghĩ rằng là mình hơn người. Cho đến khi mà mình gặp một người bạn, mình gặp những đồng đội, mình gặp những anh em bạn bè của mình mới biết được rằng là tại sao họ lại thành công, tại sao họ lại có fan, tại sao họ lại hát hát hay và cảm xúc như thế, và tại sao họ lại được nhiều người yêu quý như thế. Và phải mất đến 5-6 năm trong nghề để mình thay đổi bản thân mình, từ giọng hát, từ hình ảnh, từ cách nhận thức, cảm ơn của sự ngông cuồng của tuổi trẻ, để mình biết rằng là
Rõ ràng là trong cái lúc mình ngông cuồng như thế, vẫn có rất nhiều những người yêu quý mình và những người dám nói thẳng vào mặt mình là mày cần thay đổi, hãy làm một cái điều gì được khác đi, đừng nghĩ mình giỏi. Và đến tận bây giờ thì Quân vẫn rất cảm ơn những người bạn xung quanh mình như vậy, những người, chính những người bạn đấy và gia đình của Quân đã cho Quân cái vị trí như ngày hôm nay, một người hiểu vị trí của mình ở đâu.